cậy mình là huyền thoại vô địch đối kháng thế giới Jiu-Jitsu ăn ngay. Theo tờ AS đưa tin, võ sĩ Leandro Pereira, 33 tuổi, đi chơi từ một hộp đêm tại Sao Paulo, Brazil đêm 7 tháng 8. Cuộc chơi sau đó trở thành một màn giao lưu võ thuật khi Pereira xô xát với một người đàn ông trong tình trạng say xỉn. Được biết, Pereira là người nằm kèo trên khi anh đã 8 lần vô địch thế giới bộ môn Jiu-Jitsu. Khi vụ xô xát, võ sư đầy kinh nghiệm đã khống chế người đàn ông kia bằng đòn khóa tay rồi sau đó thả ra. Tuy nhiên, do trong tình trạng say xỉn, đối thủ của Pereira sau đó đã thi triển võ công giáng long thập bát chưởng bằng cách rút súng ra. Phát bắn chí mạng đã trúng vào đầu của Leandro Pereira. Dù được lập tức đưa đi cấp cứu, tuy nhiên, các bác sĩ sau đó xác nhận Pereira đã ở trong tình trạng chết não. Theo tờ Massa, hung thủ đã bỏ trốn sau khi nổ súng. Cảnh sát thành phố Sao Paulo đã xác định được danh tính của tên này. Hiện cảnh sát Brazil đã phát lệnh truy nã đối với hung thủ. Liên đoàn Jiu-Jitsu Brazil cũng đã bày tỏ sự tiếc nuối trên trang chủ của mình sau cái chết chấn động của Pereira. Nhiều người cũng vào bày tỏ sự tiếc nuối của một tài năng như Pereira. Tôi thật sự đi chơi mà cũng không yên ổn cơ chứ. Võ Jiu-Jitsu một khi đã suýt thì khó mà thoát ra được. Đúng là nhân từ với kẻ thù là tự sát. Bây giờ người ta không dùng quyền cước võ thuật nữa rồi. Múa xong vài đường quyền cũng là lúc súng nó đoàn được vài phát. Đúng là võ công cao đến mấy cũng không thắng được giáng long thập bát chưởng. Một thằng cầm súng nó còn chấp được 18 vị la hán. Các bạn nghĩ sao về cái chết đầy chấn động của võ sư người Brazil? Để lại một bình luận cho chúng tôi được biết ở bên dưới nhé. Đừng quên like, share, đăng ký kênh và bật chuông thông báo để cùng chúng tôi cập nhật những tin tức nóng hổi. We'll be right back.